Tin Thế Giới sáng ngày 4 tháng 9 Nga dự định cử công nhân đường sắt ra mặt trận Ukraine nói nổ lớn ở sân bay Nga đặt thiết bị quân sự Tình báo Ukraine nghe lén, lính Nga say rượu tiết lộ Ở đơn vị của mình có 300 lính bộ binh chỉ còn lại 72 người Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin Ukraine đang thực hiện một hành động trên quy mô chưa từng có 70.000 người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Cộng hòa Séc kêu gọi ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thế giới sáng ngày 4 tháng 9 của DKN TV. Kính thưa quý vị, công ty đường sắt nhà nước Nga Russian Railway sẽ tuyển dụng tới 10.000 lính tình nguyện viên trong số các công nhân dân sự của mình để tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Điều này đã được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine công bố trong một buổi tổng kết vào tối ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo trang WA2022info cho biết, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết thêm, Liên bang Nga đang đưa ra các chỉ tiêu mới cho các công ty quốc doanh của Nga trong việc tuyển chọn tình nguyện viên tham gia chiến tranh. Vì vậy, công ty đường sắt Nga đã nhận được lệnh tìm kiếm trong số các công nhân dân sự một số lượng người lên đến 10.000 ứng viên cho hợp đồng ngắn hạn. Ngoài ra, Bộ Tổng Tham mưu của Ukraine cũng lưu ý rằng những người chiếm đóng đang cảm thấy nguy hiểm. Họ đã củng cố chế độ hành chính và cảnh sát tại các khu vực định cư nằm trên bờ sông Dnipro và bảo vệ bờ biển ở các khu vực Japuritia và Kherson bị chiếm đóng tạm thời. Tiếp tục một thông báo từ phía Ukraine. Vào ngày 3 tháng 9, 5 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại sân bay ở Militopol, Japuritia, hiện do lực lượng Nga chiếm đóng. Ông Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol của chính quyền Ukraine viết trên mạng xã hội Telegram rằng năm vụ nổ lớn vừa làm rung chuyển sân bay Melitopol do Nga chiếm đóng, nơi quân đội Nga có thể đã tiếp tục nỗ lực để khai triển thiết bị quân sự của họ. Tuy nhiên, lực lượng kháng chiến của chúng tôi lại một lần nữa biến những nỗ lực thất bại của họ thành làn khói đen dài đặc. Trước đó, vào đêm ngày 2 tháng 9, ông Fedorov đã báo cáo rằng lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công một kho chứa đạn dược của đối phương ở gần sân bay Melitopol. Tiếp tục đến với một báo cáo khác từ phía Ukraine. Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tối qua theo giờ địa phương đã tung ra một đoạn audio được cho là thu âm cuộc gọi bị nghe lén của một lính Nga với người vợ của anh. Cuộc trò chuyện bị nghe lén đã được Cục tình báo của Ukraine công bố trên mạng xã hội Telegram. Theo đó, người lính Nga này phàn nàn rằng nơi họ đặt trụ sở đã bị quân đội của Ukraine bắn phá. Kết quả là chỉ còn lại một cái rãnh lớn. Người lính này lưu ý rằng mình đang ở vùng Donetsk. Người lính Nga cũng vui mừng vì anh ta vẫn bình an vô sự. Khi trong số 300 lính bộ binh, chỉ còn lại 72 người còn sống sót, số còn lại bị thương hoặc là bị giết. Ngoài ra trong cuộc nói chuyện, vợ của người lính đã nhận ra rằng anh ta đã say và anh nói rằng ở đó không có việc gì khác để làm ngoại trừ việc uống rượu. Những cuộc nghe lén như thế này cũng đã được phía Ukraine tung ra vài lần trước đây, được coi là điều rất tai hại cho Điện Kremlin trong chiến tranh thông tin. Chuyển sang một diễn biến khác, một lực lượng tấn công của Ukraine đã lên 15 tàu cao tốc nườm nượp di chuyển tới thành phố Enerhoda. Thông tin do ông Vladimir Rogov, thành viên hội đồng của chính quyền dân sự quân sự của Nga ở khu vực Zaporizhia bị chiếm đóng, cho biết vào ngày 3 tháng 9. Theo ông Vladimir Rogov, khoảng 40 tàu cao tốc đang di chuyển dọc sông Dnipro. Ít nhất 15 tàu đó chở nhiều nhóm người có vũ trang hướng về phía Enerhoda. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến hoạt động quy mô như vậy kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cho tới nay, ông Rogov nói. Theo vị quan chức chính quyền chiếm đóng Zaporizhia, những con tàu này khởi hành từ đêm ngày 2 tháng 9 theo giờ Moscow từ các vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Ukraine trên hai bờ sông Dnipro. Tôi không biết mục đích của hoạt động này, nhưng họ chắc chắn có mục tiêu nào đó. Ông Rogov tỏ ý nghi ngờ. Thành phố Enerhoda đang là một trong những mặt trận nóng nhất trong chiến sự Nga-Ukraine trong thời gian gần đây. Tại đó có một nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu, Japuritia. Nếu giao tranh ác liệt tác động đến nhà máy này thì có thể gây ra thảm họa hạt nhân vô cùng lớn. Hiện tại đang có một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tới đây để điều tra và đánh giá tình hình. Tiếp tục với một vấn đề quốc tế đáng chú ý sau đây. Vào ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thủ đô của Cộng Hòa Séc, một cuộc biểu tình chống chính phủ đã được tổ chức bởi khoảng 70.000 người để kêu gọi các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo hãng tin AP và Reuters, các nhóm cực hữu và cực tả đã tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn ở trung tâm thành phố Praha, kêu gọi chính phủ quan tâm trước hết đến các vấn đề trong nước trước và rời khỏi Liên minh châu Âu-EU. Các nhà tổ chức biểu tình nhấn mạnh rằng Cộng hòa xét trung lập về quân sự và nước này nên ký hợp đồng trực tiếp với các nhà cung cấp khí đốt như Nga để có được khí đốt giá rẻ. Họ cũng phản đối việc chính phủ cho phép định cư lâu dài cho những người tị nạn Ukraine. Các cuộc biểu tình diễn ra yên lặng và không có vấn đề gì nghiêm trọng, cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết. Chính phủ Séc, do liên minh các đảng trung hữu lãnh đạo, đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do các đảng đối lập khởi xướng vào một ngày trước đó. Theo hãng tin Anh Reuters, có thể thấy cuộc khủng hoảng năng lượng đang làm gia tăng bất ổn chính trị trên khắp châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn với hãng CTK News vào cùng ngày, thủ tướng Petr Fiala đã chỉ trích các cuộc biểu tình là do một nhóm thân Nga dẫn đầu những người không quan tâm đến lợi ích quốc gia của Séc. Cộng hòa Séc hiện là nước đứng đầu EU khi đã cho phép tiếp nhận 400.000 người tị nạn Ukraine. Lạm phát ở nước này là cao nhất kể từ năm 1993 và Ngân hàng Trung ương dự kiến mức lạm phát sẽ đạt 20% trong vài tháng nữa. Chuyển sang tình hình eo biển Đài Loan Thưa quý vị, gần đây máy bay không người lái của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm các đảo nhỏ bên ngoài của Đài Loan, nhiều lần đến doanh trại quân đội Kim Môn để ghi hình, khiến Đài Loan lo ngại. Vào ngày 1 tháng 9, nhiều phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa đã đua nhau đăng tải một video hài hước về việc máy bay không người lái của Trung Quốc bị đánh úp bất ngờ bằng bùn. Tờ NetEase ngày 1 tháng 9 đưa tin, một chiếc máy bay không người lái đang ghi hình ở độ cao thấp trên bờ biển ở Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, với ý định thu thập các bức ảnh để làm phim tuyên truyền. Thật bất ngờ, trong quá trình quay phim, một ngư dân đã phát hiện thấy chiếc máy bay không người lái này đang tiến gần đến Anh. Thế là ngư dân này đã đào bùn và ném nó vào máy bay không người lái, đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Sau khi máy bay không người lái này bị trúng bùn, thì màn hình của nó đã chuyển sang màu đen và bị rơi xuống đất. Tuy nhiên hiện nay, bài đăng trên NetEase chỉ còn mỗi tiêu đề một chiếc máy bay không người lái quay phim tuyên truyền trên bãi biển bị ngư dân nhầm là máy bay địch và chống trả bằng bom bùn. Về vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại những bình luận dí dỏm. Tờ NetTalk của Đài Loan trích dẫn như sau. Đại thúc cừ khôi lắm, ném một phát là trúng. Đầu tiên, họ sẽ tuyên dương ông ấy, sau đó sẽ bắt ông ấy bồi thường. Nguyên nhân chính là do máy bay chỉ bay ở tầm thấp nên mới bị trúng đòn, hơn nữa lại là bùn. Người khác thì hóm hình nói, trong phim tuyên truyền mà không có đoạn này thì tôi không xem. Tờ New York còn cho biết, vào ngày 31 tháng 8, Bộ Chỉ huy Phòng thủ Kim Môn của quân đội Đài Loan đã chỉ ra rằng, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, họ đã phát hiện thấy có 3 nhóm máy bay dân dụng không người lái lần lượt xuất hiện ở các hòn đảo Đại Đảm, Thảo Cập và Liệt Dữ. Sau khi bị phát súng phòng thủ của quân đội Đài Loan xua đuổi và bắn đạn tín hiệu cho quân đồn trú gần đó, nó đã nhanh chóng bay đi và tiến vào Hạ Môn. Bộ Chỉ huy phòng thủ Kim Môn sẽ tiếp tục duy trì cảnh giác và giám sát chặt chẽ. Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng quân địch càng khiêu khích thì chúng ta càng phải bình tĩnh. Quân đội Đài Loan tự mình khắc chế nhưng không có nghĩa là quân đội Đài Loan sẽ không có biện pháp đối phó. Bà Thái Anh Văn đã hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết và mạnh mẽ để bảo vệ an ninh vùng trời của quốc gia. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến nội tình Trung Quốc qua phần thực hiện của biên tập viên Bảo Trung. Kính thưa quý vị, từ tối ngày 1 tháng 9, tất cả người dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc về nguyên tắc được yêu cầu ở nhà, không được ra ngoài. Các quan chức còn khẳng định rằng không cần thiết phải tích trữ vật tư sinh hoạt một cách mù quáng. Tuy nhiên, người dân địa phương không tin vào tuyên bố chính thức đã đổ xô đi mua thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Vào ngày 1 tháng 9, Hội nghị Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Thành Đô cho biết kể từ ngày 12 tháng 8 đã có hơn 20 chuỗi lây truyền ở Thành Đô với tổng số hơn 900 trường hợp được báo cáo. Do chính quyền Trung Quốc luôn che giấu sự thật dịch bệnh, nên ngoại giới luôn nghi ngờ về số liệu chính thức. Cùng ngày, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Thành Đô thông báo, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, toàn thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ người dân từ 6 giờ ngày 1 tháng 9. Trên nguyên tắc, toàn bộ người dân sẽ ở nhà và những người không phải là cư dân trong cư xá sẽ không được phép vào các cư xá. Việc ra vào của người dân ở các thôn xóm cũng được kiểm soát chặt chẽ. Người từ nơi nào khác đến phải báo cáo. Mỗi hộ gia đình có thể bố trí một người ra ngoài mua sắm nhu yếu phẩm mỗi ngày một lần với giấy chứng nhận axit nucleic âm tính trong vòng 24 giờ. Đồng thời, tần suất hoạt động của xe buýt và tàu điện ngầm địa phương đã được điều chỉnh. Người dân phải xuất trình giấy chứng nhận nucleic âm tính trong 24 giờ mới được đi tàu điện ngầm. Theo Vision Time, mặc dù cụm từ đóng cửa thành phố không được sử dụng trong thông báo chính thức, nhưng trên thực tế đã tuyên bố đóng cửa. Theo thông báo chính thức, ngoại trừ các doanh nghiệp cơ bản cấp nước, điện, dịch vụ công cộng và xí nghiệp công nghiệp có điều kiện sản xuất cấp kín ra, các doanh nghiệp còn lại đều phải làm việc tại nhà, trừ siêu thị, kể cả chợ nông sản, nhà thuốc. Các điểm kinh doanh và cửa hàng khác đều phải đóng cửa. Tuy nhiên dưới tình huống này, các quan chức thành đô cho rằng không cần thiết phải tích trữ vật tư sinh hoạt một cách mù quáng một video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, trước hai đêm có thông báo chính thức yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà. Trên đường phố đã có nhiều công nhân đang hàn cứng hàng rào cách ly ngay trong đêm. Giờ Epoch Times cho biết, về điều này, cư dân mạng địa phương tỏ ra rất bất bình và lên án. Ai mà không sợ việc chính quyền ban ngày bác bỏ tin đồn, tối đến lại ban hành việc hàn thanh thép, bịt kín chứ. Thành thật mà nói, việc đóng cửa và kiểm soát ở quận Thành Hoa khi đó năm 2020 thật đáng sợ, kể từ đó uy tín của chính quyền đã không còn nữa. Tin tức nói rằng thịt ba chỉ đã ổn định rồi, nhưng khi có nhiều người mua giá tăng lên, e rằng sẽ khiến chính quyền mất mặt. Cô Đồng đang mắc kẹt tại một khách sạn trên đường Thạch Nhân Nam, quận Thành Dương, thành phố Thành Đô, nói với phóng viên báo Epoch Times vào ngày 1 tháng 9 rằng: Mọi người hiện đều đang hoảng loạn. Chúng tôi đã bị phong tỏa trong khách sạn và không cho phép về nhà. Mọi người bắt đầu tranh giành đồ ăn, giật đồ. Nhưng trong khách sạn đã hết thức ăn, muốn giành cũng không giành được nữa. Chủ một cửa hàng bán thịt tại chợ, bán buôn ở nông sản, gần đền Long Đàm, ở thành đô nói. Vào chiều ngày 1 tháng 9 rằng, mọi người đã đổ xô đi mua đồ trong hai ngày qua và giá thịt và rau chắc chắn sẽ phải tăng vì kiểm soát chi phí vận tải đã tăng lên. Người chủ này cho biết chiều mùng 1 tháng 9 đã bán hết hàng, chiều tối một số chủ cửa hàng sẽ đi nhập hàng tiếp. Bà chủ một bộ phận bán buôn ngũ cốc và dầu ăn tại khu chợ nông sản này cũng xác nhận rằng có rất nhiều người đến mua hàng, bà nói phóng viên. Hiện giờ chỗ tôi đang có rất nhiều người, rất bận nên tôi không có thời gian để nói chuyện, bà cho biết. Gạo trong cửa hàng đã hết và chưa thể nhập tiếp được, giá dầu ăn không tăng nên mua rất nhiều. Ngày 31 tháng 8 xuất hiện thông tin rằng mọi người tốt nhất nên tích trữ vật tư trong 10 ngày. Nguồn tin cho hay, các quan chức tứ xuyên đã thông báo cho lãnh đạo các doanh nghiệp trung ương và quốc doanh tích trữ vật tư càng sớm càng tốt, đồng thời nói rằng tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đã công bố. Theo The Epoch vào ngày 1 tháng 9, có cư dân mạng địa phương khác nói rằng những người mua được rau có lẽ nên cảm ơn rừng mưa nhiệt đới. Rừng mưa nhiệt đới là tên tài khoản mạng xã hội của một cư dân mạng ở thành đô. Người này đăng đăng một bài viết vào ngày 29 tháng 8 để nói với mọi người rằng các bộ phận liên quan đang thảo luận về việc có nên đóng cửa thành phố hay không. Do đó nhiều cư dân mạng đã bắt đầu đi mua đồ để tích trữ. Nhưng sau đó cư dân mạng này đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì lan truyền tin tức. Sau khi phát hiện nhiều người đổ xô đi mua thực phẩm, cảnh sát đã buộc tội dừng mưa nhiệt đới là gây chuyện và kích động gây rối nên bị tạm giữ 15 ngày và phạt một nghìn nhân dân tệ. Người dân tranh nhau mua đồ dùng, siêu thị chống trơn. Trước thông báo phong tỏa thành phố đột ngột, trên mạng cũng xuất hiện thông tin cho thấy thành đô xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua đồ ăn tràn vào siêu thị để mua đồ dùng sinh hoạt. Kệ hàng ở một số siêu thị đã chống trơn. Mania Koei, một blogger người Hà Lan, người thường chia sẻ thông tin về Trung Quốc trên Internet, đã đăng lại một số hình ảnh trên Twitter. Cảnh những người dân địa phương ở thành đô điên cuồng đổ xô đi mua thực phẩm. Hình ảnh cho thấy các khu chợ đông nghịt người, các bà nội trợ đứng trên cả các sạp hàng cao để lấy rau. Những người phụ nữ lao ra khỏi tiệm thẩm mỹ để giành mua thức ăn, bất chấp trên đầu còn đầy cuộn tóc xoăn. Ngoài ra, còn có nhiều bức ảnh chụp cốp sau xe hơi nhét đầy thịt sống. Một chiếc ô tô dòng SUV thì buộc đầy ga sống trên nóc xe và phía sau xe chứa đầy ngũ cốc. Những bức ảnh đã lan truyền mạnh mẽ trên Twitter. Nhưng theo sự tham cũng có không ít cư dân mạng thang thở. Tôi không giành mua được gì cả, chết đói mất thôi. Một người khác thì nói, tôi ra khỏi nhà chỉ mua được một quả táo. Ra ngoài thấy cả thành đô đều đang giành mua đồ ăn. Ngoài ra dịch bệnh cũng mang đến nhiều thảm họa thứ cấp cho người dân Trung Quốc. Cách đây vài ngày, trên mạng lan truyền một đoạn video quay cảnh người dân thành đô đi chữa bệnh nhưng bị nhân viên bảo vệ từ chối, khiến người xem không khỏi xót xa. Theo mô tả người đăng tải video vào ngày 29 tháng 8, nhân viên bảo vệ thành đô yêu cầu công dân xuất trình giấy chứng nhận acid nucleic trong 24 giờ, nhưng người nhà bệnh nhân lại không cung cấp được. Hai bên sau đó đã xảy ra tranh cãi, kết quả là nhân viên bảo vệ đã đẩy bệnh nhân khỏi xe cáng. Người nhà thấy vậy chỉ có thể khóc lóc một cách bất lực, cuối cùng bệnh nhân cũng không được đưa đi cấp cứu. Hiện tại video vẫn chưa được chính quyền xác nhận. Theo một đoạn video được cư dân mạng chia sẻ, ở khu vực Xá Lam Khê, Cốc Địa, hai vợ chồng xuống dưới nhà làm xét nghiệm axit nucleic và để con nhỏ đang ngủ trong nhà. Khi con ngủ dậy, không thấy bố mẹ đâu, không cẩn thận nên đã bị ngã xuống từ tầng 10. Trong video có thể thấy, một người mẹ đang ôm con đau lòng, khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, một xe cảnh sát đã đưa cả hai mẹ con đi. Bắc Kinh bùng phát dịch Ngoài thành đô, thành phố Bắc Kinh, nơi sắp tổ chức đại hội lần thứ 20 cũng thu hút sự chú ý. Theo thông tin từ trang web của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Bắc Kinh công bố 1 tháng 9. Ngày 31 tháng 9, tại địa phương có thêm 4 ca nhiễm có triệu chứng được xác nhận và 5 ca nhiễm không triệu chứng. Trong đó quận Hải Điến có 4 khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao. Một số người dân quận Hải Điến tiết lộ với RFA rằng chính quyền thành phố Bắc Kinh hiện đang rất căng thẳng vì dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch cũng đang từng bước được nâng cấp. Việc này đã gây ra nhiều phiền toái cho cuộc sống của người dân địa phương ví dụ công dân này nói rằng anh ta đã đến viện kiểm soát thành phố bắc kinh vài ngày trước anh phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra chẳng hạn như nhận dạng khuôn mặt đăng ký thẻ căn cước và kiểm tra an ninh hiển thị mã hành trình mã xác minh đơn cam kết và đăng ký trong một đăng ký trên biểu mẫu anh nói thẳng rằng cái gọi là phòng chống dịch thực ra là để kiểm soát hoàn toàn con người bây giờ nếu ở bất cứ nơi nào có dịch thì bạn đừng mong di chuyển Bây giờ họ đang sử dụng dịch bệnh để hạn chế quyền tự do cá nhân, anh nói. Thưa quý vị, mục tin thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.